Thầy chữa qua cái bài số 7 nhá. Cho đường tròn, đường phân giác, vuông góc. Đợi, phải đợi compa. Có một số tính chất thầy nhắc lại và biết. Tam giác A, B, C. Đó. Trực tâm H. Trực tâm H. Đấy, thì chúng ta có tính chất là AH này. Gấp đôi OM, đúng không? AH gấp đôi OM và nó đi qua cái điểm trực tâm nối với tâm nội, nó cắt đi qua trọng tâm. Đấy, một trong tính chất mà sẽ áp dụng cho nhiều bài toán, đúng không? Để xem bài này nhá. Cho đường tròn O nội tiếp ngoại tiếp tam giác ABC. Vậy nhé. Bạn nào chưa làm được bài này hoặc chưa làm thì ta cũng vẽ hình cùng thầy luôn nhá, các anh. Đó. A, B, C. Vẽ trực tâm, H là trực tâm. Chúng ta vẽ cho thầy cái trực tâm. Đó, trực tâm H này. Phân giác AD thì vuông góc với OH. Vẽ lên. Vuông góc với OH. Dạ. Phân giác. Đó. Đấy. Vậy là để vẽ tiên giác thì chúng ta nó sẽ có một cái cách vẽ là chúng ta kéo dài đây, đúng không? Xong nối ta được hai cung bằng nhau và nối cắt AD ra phân giác. Rồi, tính các góc. Đấy, thì bài này chúng ta thấy là này. Bây giờ chúng ta sẽ xem các tính chất nha. Thứ nhất là A, AC. Đây thì AC đây. C, B. AC thì bằng AD. Mà AH là đường cao. Vậy chúng ta sẽ có AH là tia phân giác. Tức là góc A1 bằng A2. Đúng không? Vậy đầu tiên chúng ta các bạn vẽ hình xong nhá. Đó. Chúng ta có hai cái này bằng nhau, đúng không? Nên đầu tiên chúng ta sẽ kết luận là AC bằng AD. AD thì chúng ta được A1 bằng A2. Đó. Ý thứ hai là AD vuông góc với HO. HO vuông góc. Vuông góc. Đây thì đặt là A3, A4, A3, A4, đúng không? À, thì chúng ta sẽ thấy là này, nó sẽ có một cái tính chất đó là A1, góc A1 thì bằng A4. Đó, chúng ta cùng làm rồi, đúng không? A1 bằng A4, bởi vì nó cùng bằng 90 độ. Trừ đi góc C nhá. A1 bằng 9 độ trừ C. Còn A4 này, đó là 180 độ trừ góc ở đỉnh AOB chia đôi. AOB gấp đôi góc C nên cùng bằng 9 độ trừ C. Thế vậy chúng ta được là A1 bằng A2 bằng A3.
A4, đúng không? Đấy. Và kết hợp nữa là AD là tia phân giác, tức là A1 cộng A2 bằng A3 cộng A4. Là kết hợp ba thằng này thì chúng ta suy ra bốn góc này bằng nhau. A1 bằng A2 bằng A3 bằng A4. Đó, bốn góc bằng nhau nhá. Đấy, thì vấn đề là cái giả thiết nó cho thế là chủ yếu này có bốn góc này bằng nhau. Thì chúng ta có một cái bài toán buổi trước nữa rồi, đúng không? Với cái đường chia thành bốn góc bằng nhau đấy. Các bạn nhớ không? Đấy, thì bài này sẽ dùng tính chất là này. Chúng ta kéo, chúng ta biết tính chất rồi, đúng không? Đó là AH thì bằng bằng 2 lần OM, đúng không? AH bằng 2 lần OM. AH bằng 2 lần OM. Đó. Nên ta thay vào đây. Chúng ta được là AH thì chính là AO, đúng không? Bởi vì tam giác cân mà. A2 bằng A3 lại vuông góc. Đó. Vậy là chúng ta thay vào đây, chúng ta được là AO thì bằng 2 lần OM. Đó. Đấy. Đấy. AO ở đây có nghĩa rằng nó là gì? Là OB, đúng không? Là OB bằng 2 lần OM. Rồi, cạnh huyền gấp đôi cạnh đối diện nên là sin cosin của góc này phần 2, vậy là góc này chúng ta được là 60 độ. À, tôi nhầm. Cạnh này gấp đôi góc này 30, ở đúng góc này 60 độ. 60, đúng không? Đấy, chúng ta được góc BOM bằng 60 độ. Rồi, BOM thì chính là bằng nửa góc BOC. Mà nửa BOC chính là góc A lớn, đúng không? Vậy là chúng ta tìm được góc BAC bằng 60 độ. Là sao? Đúng không? 60 chúng ta chia 4 ra 15. 15 thì ra thằng này 70, 75. Trừ đi ra thằng B là 45. Nha. Vậy là ở đây chúng ta thì nhắc lại thêm một tính chất nữa nhá. Khi mà chúng ta kéo dài ra này thì sẽ có hai thằng này bằng nhau này nhá. Đó, kéo dài ra. Đó, chúng ta sẽ có hai thằng bằng nhau. Một vài tính chất là buổi trước nữa thì tổng kết đấy nhá. Rồi. Đấy, và thầy thấy nhiều bạn cũng làm một cách nữa là gì? Kéo dài cái thằng CH này này. Cái thứ hai là kéo dài CH. Đó, cắt đây tại điểm F. F thì chúng ta sẽ được là gì? À, đây, một cách nữa thầy nói luôn nhá. Kéo dài cắt tại F này thì chúng ta sẽ được là AF bằng AH. Đấy, đây là tính chất chúng ta biết nhá, đúng không? Khi cắt đường tròn thì F và H đối xứng với nhau qua AB. Vậy là AH bằng AF, tức là AFO là tam giác đều. Từ đấy chúng ta cũng tính được 60 độ, đúng không? Và ra kết quả. Đấy. Hôm nay ta tiếp tục các bài toán chuyên về tứ giác nội tiếp nhá. Tứ giác nội tiếp. Đấy, bây giờ xem tứ giác nội tiếp. Cứ bốn điểm, bốn đỉnh thuộc đường tròn tứ giác nội tiếp thôi, đúng không? Bốn đỉnh thuộc đường tròn có tứ giác nội tiếp. A, B, C, D, đúng không? Chúng ta có tính chất là góc A cộng góc C bằng 180 độ. Đó. Thì nội tiếp và ngược lại, nếu tổng hai góc 180 độ thì nội tiếp, đúng không? Cái thứ hai, chúng ta lưu ý cho thầy là góc ngoài. Đó. Góc ngoài bằng góc trong của đỉnh đối diện. Đúng không? Đó. Và từ đây chúng ta được là góc ngoài. Được chưa? Góc A thì bằng góc ngoài XCB. À, xin từ đây. Mặc dù nó là hệ quả nhưng mà chúng ta nhớ để dùng trực tiếp nó nhanh hơn. Thế nào? Thứ ba là hai góc cùng nhìn. Hai góc cùng nhìn. Hai góc, hai đỉnh kề nhau. À, cùng nhìn cạnh thứ ba dưới hai góc bằng nhau.
thì tứ giác này nối tiếp. Thế thôi, có hai tính chất thôi đó. Bắt đầu đến phần này thì chúng ta sử dụng nhiều phương tích, phương tích tí đến thì thầy chắc lại cho các bạn nhớ đúng không? Phương tích là một điểm M bất kỳ. Đây, thầy lấy luôn điểm M đây. À không phải bất kỳ, mà là giao điểm. Giao điểm thì chúng ta sẽ có là MA nhân MC bằng MB nhân MD. Nhá, đó. Thì tất cả những tính chất này là tương đương. Có tương nội tiếp thì có cái này, và ngược lại có cái này thì từ có tương tác nội tiếp, đúng không? Rồi, hôm nay nhiều đa số bài dễ. Nào, bài đầu tiên. À chết đi. Đây, bài đầu tiên. Vẽ nhá. Cho đường tròn tâm O các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau ở K, KO cắt đường tròn ở D và A. Tiếp tuyến thì cứ có hai tiếp tuyến là chúng ta lưu ý nó sẽ chia đôi cái dây cung này ra, đúng không? Nên chúng ta cứ vẽ trước. Đó. Tiếp tuyến chung K B C O. K O cắt đường tròn tại D và A. A D. D nằm giữa K và O, E là giao điểm BD và AC. BD và AC. E. Chứng minh bốn điểm AB, KE cùng thuộc đường tròn A, B, K, E. Đấy, trên bảng phải đánh dấu rồi, đi thi các bạn đừng đánh dấu tròn này nhé. A, B, K, E. Đấy, cứ nối lại để chúng ta tạo các đường liên kết với nhau.
Câu A nhé, câu B là chứng minh tam giác KBE cân. Bạn nào nhìn thấy phong của A nhìn nốt của B. À, có ai nhá? Thảo Vân, Bùi Thảo Vân xong chưa? Thảo Vân. Thảo Tiên vậy? Thảo Tiên. Alo, các bạn. Thảo Tiên nghe được thầy nó. Mic vẫn chạy luôn. Dạ, rồi, Thảo Tiên xong chưa? Dạ, xong. Ừ. Đây nhá, con nhìn này, để chứng minh ra tiếp thì chúng ta có ba cái hướng. Thứ nhất là tổng các góc đối, đúng không? 180 độ. Hoặc góc trong bằng góc ngoài. Đấy, hoặc là hai góc hai đỉnh kề nhìn cạnh đối diện dưới góc bằng nhau. Hoặc là phân tích MA nhân MC bằng M nhân MB. Đấy, một trong ba. Ba cái hướng chứng minh như vậy, đúng không? Đấy. Con nhìn thử, nhìn tinh ý xem là đây. Nếu mà chúng ta dùng cái góc A cộng góc K này bằng 180 độ, hoặc góc B cộng góc E, hai cái góc này, E và K này, nó rời ra. Tức là trong đầu chúng ta phải liên tục là đưa về cái đường tròn này, đưa về cái tam giác ABC này, đúng không? Nhưng hai cái góc này gắn kết là hơi khó. Thế vậy chúng ta bỏ qua cái việc là nghĩ đến tổng hai góc 180 độ nhá. Đấy. Nên nó sẽ còn hai hướng là chứng minh này. DB nhân DE bằng DK nhân với DA là dùng phân tích. Đấy. Hoặc hướng thứ hai là xem là hai góc nào, hai đỉnh nào kề nhau, nhìn đoạn thứ ba dưới hai góc bằng nhau, đúng không? Bài này có tiếp tuyến là chúng ta phải lưu ý cho thầy. Đấy. Góc giữa tiếp tuyến và dây cung bằng góc nội tiếp chắn cung nhá. Đấy, ở đây thầy vẽ một cái tiếp tuyến ở đây. Để nhắc lại tính chất đấy nha. Đó, tiếp tuyến AI nhá. Thì góc giữa tiếp tuyến này, góc này này. Ví dụ. Đó, góc IAB thì bằng góc nội tiếp chắn cái cung AB này. Đấy, có tiếp tuyến là tiếp tuyến mà liên quan đến góc thì hay sử dụng tính chất này, được chưa? Đặc biệt hai tiếp tuyến thì lại dùng tính chất là gì? À, chia đôi cái dây cung này ra. Đấy, nhá. Nào, ai nhìn được rồi? Dạ em ạ. Ừ, thế à? Rồi, thế nói cách thế trước nào. Dạ là cái chỗ O đó là giao lượng của các tia phân giác trong tam giác ABC ạ. À.
ai ở thế? O không phải giao điểm hay phân giác. Tại vì là nó là tâm đường tròn mà tam giác ABC đó là tam giác nội tiếp ạ. Ờ thì giao điểm ba O là giao điểm ba đường trung trực chứ. Wow. Đúng không? Nó chỉ có cái này là phân giác thôi này. Đúng không? Trung trực mà. Chứ nếu mà giao điểm ba đường phân giác thì nó phải là tâm đường tròn nội tiếp tam giác nhá. Đấy. Thế thì nhìn đây thì bởi vì cái tam giác AC này nó gần giống đều này nhá. Đều thì hai tâm mới trùng nhau, đúng không? Đấy, nhưng đây không đều. Vậy là cái chỗ này của em là em muốn chứng minh cái mà CDE bằng với KBE ạ. À? C từ từ nhá. C B E bằng góc nào? Bằng với góc CDE ạ. À? C B E. Đọc lại góc nó thấy không? Góc nào? KBE rồi C, K B, e. Đây đấy nhá, nhìn này KBE ta đánh dấu đây này bằng gì CBE sao bằng được vì là rồi bằng ok rồi hai con này bằng nhau nhá đúng vào lớp đó vì này vì cái góc giữa tiết tuyến là BK và BD thì bằng góc nội tiếp chắn cung tức là bằng góc BCD đúng không? BCD thì bằng CBD rồi tiếp. Mà cái chỗ mà CBE à? Ừ. Là em xin tiếp ngược lại là chỗ CBE nó bằng với chỗ CAD ạ, à? Tại vì là tam giác ABDC là nội tiếp ạ. À? Rồi, thế thì mình suy ra trực tiếp luôn thằng này bằng nhau được không? Đây này. Thằng này bằng thằng này luôn này. Đấy, vì cùng chắn cung C CD và BD luôn nhá. Đấy, bạn nhìn chưa? Ta viết này, KBD nhá. Đó. Đây, thì chắn cung BD này đúng không? Đây, đó chính là góc chắn cung BA đúng không? Chắn cung BD nhá. Chắn cung BD. Đấy, thế còn góc KAC thì chắn cái cung gì đấy? Cung DC mà DB bằng DC vậy hai góc này bằng nhau. Đúng không? Đó, hai góc này bằng nhau chúng ta nhìn chưa? Đỉnh B và đỉnh A cùng nhìn KE dưới hai góc bằng nhau, vậy là tứ giác nối. Đầu tiên nhá. Thế là xong. Ta chỉ mình ngắn gọn nhá. KBD này, đúng không? Thì bằng góc BAD. Đấy. Đây, nó này này, cùng chắn cung BD đúng không? Đấy, trong khi đó BAD thì lại bằng là DAC. Là từ hai thằng này chúng ta được là KBE bằng KAE. Đó, suy ra nội tiếp. Đúng chưa? Ở đây chúng ta cần lập luận là hai tiếp tuyến đúng không? Nên chúng ta có là ngay là OK vuông góc với BC và chia đôi BC. Nên cái tam giác ABC này là cân. Cân lên đường cao thì nó cũng là tia phân giác nhá. Câu B chứng minh tam giác KBE là cân. Tài duy nào? Nhìn như thấy KBE thì cân ở đâu? Mô hình này là KBE là cân K. Rồi, còn chứng minh thấy hai góc đáy bằng nhau. Góc đáy thứ nhất là KEB. Góc đáy thứ hai là KBE. Nào, so sánh cho thầy. KEB thì bằng góc nào?
cây đi tiêm bằng với nó ca ca nào ca em đi bằng với nó ca KAB nhá. Bởi vì hai góc này cùng chắn cùng B BK. Do do tứ giác ABKE nội tiếp từ câu A đúng không? Đó. Bằng KAB. Đó, trong khi cái thằng này cũng bằng KAB luôn, đúng không? Ừ. BK bằng KAB. Đó, nó chính là lợi dụng qua từ đây chúng ta cũng phi được hai góc bằng nhau, đúng không? Đó nó cật. Đó, xong. Đấy. Cứ nội tiếp là có góc bằng nhau, có góc bằng nhau lại nội tiếp, nó cứ dùng như vậy. Thế nên bài này nếu mà là ẩn câu A đi thì là chứng minh tam giác cân thì nó lại hơi khó một chút đúng không? Bài này rất cơ bản đây. Bài này có trong những cái quyển sách toán nâng cao chuyên đề. Hình thang O là giao điểm hai đường chéo. O ra điểm hai đường chéo. M là trên OA sao cho OM bằng OB. OM bằng OB. OB sao cho ON thì bằng OA. Chứng minh 4 điểm MN DC cùng thuộc một đường tròn. MN DC nối lại.
hình. Chú Kiên rồi chưa? Chú Kiên. Chưa. Ừ. Con nhìn xem là đấy, nó chỉ có một trong mấy cách này. Cái thứ nhất là tổng, đúng không? Tổng. Cách thứ hai là phân tích. Cách thứ ba là hai góc đối đỉnh nhìn này. Đấy, gọi là góc nội tiếp. Mình nói nôm na như vậy, đúng không? Hai đỉnh kề nhau, nhìn cái cạnh còn lại dưới hai góc bằng nhau. Ngọc Anh nhìn ra chưa? Ngọc Anh. Anh đã rồi. À rồi, Ngọc Anh nói cách Ngọc Anh nhỉ? Đúng rồi à. Ừ. Tức là dùng hai góc, dùng cách số mấy? 1, 2, 3. Dùng... dùng hai đỉnh nhìn hai đỉnh kề nhau. Rồi, hai đỉnh kề nhau dưới hai góc bằng nhau, đúng không? Rồi, đúng. Ok, Ngọc Anh nói nào. Đây là có OMN xét tam giác OMN đúng không? Đúng rồi. Và tam giác gì? OBA. Và tam giác OBA. OBA thì chúng ta thấy là hai tam giác này bằng nhau, đúng không? Đúng. Cạnh rồi. Cạnh góc cạnh đúng như ở lớp. Góc cạnh. Rồi, người ta có gì? Người ta là góc OM OB. Rồi, hoặc là OB đi, lấy này cho dễ đi. À, OAB. À, ra được là OBM. À, OM, OMN, đúng không? OMN. Bằng OBA. OBA. Ta nhìn này, OBA đây, đúng không? Đó. Mà OBA thì là bằng góc này, đúng không? Thế đó, và chúng ta nhìn thấy hai góc này chưa? Cùng chắn cái đoạn NC nên nội tiếp. Đó, từ đây ta viết lại OMN thì ta kéo dài các cạnh ra ta được là CMN, đúng không? CMN thì bằng CDN. Thế đó, thì điều phải chuẩn bị. Nội tiếp. Cách 2. Bạn nào nhìn ra cách 2? Dạ em ạ. Ừ. Dùng cái gì? Dạ em dùng cái cách 1 ạ. Cái ở trên ạ. Tổng 180 độ á? Dạ vâng. À, ok, thế nói rồi. À, có hai góc nối bằng nhau. À, đầu tiên là em dùng MBNA là hàng cân trước ạ. M MBNA. MBNA. Dạ. Ok, cái này là hình tăng cân. Rồi thì sao? Rồi sau đó thì góc là ANB là nó bằng với cái góc NBM. AMB bằng MBN, đúng rồi. Tiếp. Sau đó A là cái góc chỗ mà góc M MAN nhá, MAN. MAN rồi. Nó bằng với góc MB. À, nó bằng với cái góc BNA. Đúng rồi, tiếp. Là cái góc mà BAN nó bằng với góc MNA, suy ra góc MAB nó bằng với góc MNB ạ. M AB thì bằng MNB. Ờ thì nó là cách 1. Đúng không? Nhưng mà thế dùng cái hai góc bé này bằng nhau gì? Dạ vâng, sau đó là em đưa cái góc đó về góc này gì? Ờ ok, vẫn thế, bản chất nó vẫn là cách 1 nhá. Đúng không? Dạ, đấy, cách ban nãy là dùng cặp này, còn cách của thế là dùng cặp này, bản chất cũng giống nhau. Mà dùng tam bằng nhau sẽ nhanh hơn đấy, thế ạ, nhá.
vâng. Nào, ai nhìn được cách nữa? Cách nữa dùng phương tích nào? Để chúng ta làm quen phương tích. Tiến Minh nào? Ờ, đấy, phân tích bạn nhìn này. Hai đường chéo cắt nhau tại O thì chúng ta chứng minh là OC nhân OM nhá, ta biến đổi nhá. OC nhân OM. Đó, ta xem có bằng OD nhân ON không? Đúng cả lớp. Đó, thì cái này nó tương đương với OC OM thì đầu bài cho bằng OB đúng không? OB. Thế còn ON đầu bài cho là O OA. Một cái đúng không? Cái này chính là Talet thôi, đúng không? Do hình thang nhá. Đấy, cái này chính là Talet. Đấy, xong. Đấy. À, các bạn hiểu cách thứ hai của Tiến Minh chưa? Đấy, dùng phân tích. Thế thì sẽ có câu hỏi là cái chiều nếu mà bằng nhau thì suy nội tiếp chúng ta được dùng hay không nhá. Thì là trả lời cái này nó hơi khó, nhưng mà để an toàn nhất là gì, chúng ta có hai cái tích này bằng nhau, các bạn suy hai tam giác đồng dạng, sau đó suy hai góc bằng nhau thì thêm mấy dòng thôi cho an toàn đúng không. Còn sau này đi thi đấy là thi vào lớp 10 ấy nhá, chứ còn thi học sinh giỏi hoặc thi vào chuyên thì là một số trường nó sẽ mình sẽ tiện vội là mình dùng luôn được, bởi vì cái đấy là một định lý rất cơ bản thôi. Đây, đây. Góc B bằng 60 độ. Phân giác góc A và C. Phân giác CC phẩy. Đặt luôn là góc C1, C2 nha. Đó. Cắt nhau tại Y, chứng minh góc tính góc A phẩy C phẩy C A phẩy C phẩy C. Tính góc này tính được góc đấy được nhỉ?
Nào. Tùng thôi chưa? Tùng. Con nói sẽ đưa ra. Ừ. Ai đó rồi? Em. Thế à? Thế ra 30 độ à? Dạ em ra đúng rồi. À đâu? À dạ đúng rồi, 30 độ. Ừ, đây. Ừ. Rồi, đây đấy, thì gợi ý các bạn là chúng ta chứng minh cái tứ giác này này à, liên quan đến Y là giao điểm hai đường phân giác, đúng không? Và có cái góc này thì trước đây hồi lớp 7 chúng ta đã từng làm cái bài toán rồi. Chúng ta sẽ tính được cái góc, góc gì? A, Y, C, đúng không? A, Y, C. Vì A2 cộng C1, A2 cộng C1 nó là nửa góc A cộng nửa góc C nhá, nên nó bằng 60 độ. Từ đó góc còn lại là AIC, chúng ta được là 120 độ. Đó, chính là góc này. 120, đúng không? 120. Thì chúng ta có tổng hai góc đối là 180. Đúng không? Từ đó ta được là góc B cộng góc A'IC' bằng 180. 180 đồng nghĩa việc tứ giác này nổi nội tiếp, đúng không? B A phẩy Y C phẩy nội tiếp được đường tròn nhá. Đấy. Nói đầy đủ ở đấy nhá. Để ghi tắt nội tiếp. Tứ giác này nội tiếp được đường tròn. Nội tiếp thì góc chúng ta cần tính. Góc chúng ta cần tính đó là góc A phẩy C C phẩy. Đó, góc này thì bằng góc nào? À đây. Góc cần tính đây này, ba vạch thì bằng góc ba vạch đây, đúng không? Đó, A phẩy CI thì bằng A phẩy BI. Mà A phẩy BI thì nó là nửa góc B, đúng không? Bởi vì IB cũng là phân giác, hai phân giác thì BI phân giác, nên cái này nó bằng nửa góc B. Nửa góc ABC bằng 30 độ. Rồi, được chưa? Đây, câu này. Cho tam giác vuông ABC
đường cao AH. Tiếng gì mà? ABC vuông tại A. Vẽ nha. Đường cao AH. Đường tròn tâm H, bán kính HA. Đường tròn tâm H, bán kính HA. D là một điểm nằm trên đường tròn, MN là trung điểm DB, DC. Đó, tìm lấy D đây, nó thoáng, lấy xa xa chỗ này nó thoáng hình này, đúng không? Đây, D này. Đó, DB, DC. Trung điểm M. N. E là giao điểm DH và đường tròn. DH và đường tròn. Đó, tức là ED là đường kính, đúng không? Chứng minh ECDB nội tiếp. E đây, C, DB nối tiếp.
Đấy, thầy gợi ý là dùng cách số 2 phân tích nhá. Bởi vì những cái góc mà nó liên quan đến cách số 1, số 3 ấy thì nó không gắn với đường tròn. Chúng ta hiểu không? Nên là nó rời rạc nên chúng ta không so sánh được. Đấy, dùng cách số 3 phân tích. Bạn nào xong câu A rồi nghĩ câu B. Minh Quang nhìn ra chưa? Minh Quang. Là em chưa. À, bây giờ nếu mà phân tích thì con cần chứng minh tích hai góc là bằng nhau nào. À, tích cặp cạnh là bằng nhau này. B, E, C, D nào. Tích cặp nào bằng nhau? Đấy. MA nhân MC bằng MD, MD chủ yếu là tích hai đường chéo. À là M giao điểm hai đường chéo, chủ yếu liên quan đến hai đường chéo. Thế là giao điểm hai đường chéo là điểm nào? Quang, điểm nào nhỉ? Không Quang. Điểm H đúng không? H. Nào, vậy chúng ta cần tích nào nào? B, E, C, D. Tích nào bằng tích nào nào? Quang. B, H, N, H, C bằng B, N, H, D. Ừ, nói nhanh đi. H gì? H, B, N, H, C. Đúng không? H, B, N, H, C. Đó. Cái thứ hai là H, E, N, H, D. H, D. Rồi, bây giờ ta xem H, B, N, H, C bằng gì? H, B, N, H, C. Đó. Học Xuân nào? H, B, N, H, C bằng gì? Học Xuân. Nhớ người ta tắt này vuông, quên nhờ anh dấu không? Rồi là bằng HA bình phương. À, bằng HA bình phương, đúng không? Hệ tức lượng. Còn HE, HD là chính là bán kính. Bán kính thì đương nhiên bằng HA bình phương rồi, đúng không? Đó, vậy từ hai thằng này chúng ta ghi được HB đó, nhân HC bằng HE nhân HD. Thế thôi, đi nội tiếp, đúng không? Đi em. Nếu mà không được dùng nữa thì chúng ta sẽ có được cái tam giác này HBE, HBE đồng dạng với tam giác HBE thì là HDC theo trường hợp là cạnh góc cạnh, đúng không? Đấy, từ tích bằng nhau ta đồng dạng, từ đồng dạng ta suy ra hai góc, đó là góc HBE bằng góc HDC đó, HBE bằng HC nên là hai góc này cùng chắn cái đoạn EC nên chúng ta cũng suy được nội tiếp nhá. Đó. Thì chúng ta nên trình bày thêm 2-3 dòng sau khi mà có tích bằng nhau. Đấy, còn cái tích này chúng ta biết trước để chúng ta làm thôi. Câu B, chứng minh DMHN cùng đường tròn. Đây, D MHN bốn điểm này. DMHN. Thank you.
Xuân được chưa? Học Xuân. Cô B. Cái này thì không dùng phân tích được rồi đúng không? Bởi nó không có sự gắn kết. Nó không có giao điểm của hai đường nào đó mà chúng ta phải tạo thêm thì không nên rồi đúng không? À. Thế được chưa? Thế. Dạ em đoán là em sắp rồi. À sắp. Đấy, bây giờ phải nối này lại này. Ta xem là thứ nhất là không dùng phân tích rồi dùng phải dùng góc. Góc ta xem tổng hai góc đối nhá. Hai góc đối là góc này này. N này. Và góc này. Đó. Thế thì đầu bài nó cho N trung điểm. Đánh dấu vào. Thì ta nối E với C. Các bạn nối E với C các bạn nhìn thấy gì không? H cũng là trung điểm của ED đúng không? Do H là tâm. Đó, thì cái góc N này bằng góc này này. Đấy. Dính dáng đến câu A. Nhá. Câu A là BDEC mà nhá. Vậy là góc N liên quan đến góc câu A rồi. Thì còn góc N này, à góc M này. Do đường trung bình mà nên nó bằng góc này. Đúng không? Đấy. MH song song BE nên là góc M bằng góc B. Mà B cộng C bằng 180 độ theo câu A. Nên thằng N cộng với thằng này 180 độ. Nên độ tiếp. Đúng không? Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có là góc M, góc H, ND. Đó, chúng ta lập luận đường trung bình nhá. Đấy, HN đường trung bình. Do đó HND song song với EC. Nên HND bằng ECD. Bằng ECD. Đó, ở đây là do HN song song với EC. Đấy, thế còn HMD thì bằng EBD. Đó, xong chúng ta cộng lại, đúng không? HND cộng HMB. Hai góc đối thì bằng tổng hai góc đối của câu A. Bằng 180 độ. Đó, nên là nội tiếp, đúng không?
Ở bài này chúng ta cũng có thể chứng minh hai đỉnh nhìn với cạnh thứ ba dưới hai góc bằng nhau cũng được, cũng dùng được trung bình nhá. Rồi, chứng minh độ tiếp. Trên thị trường nó có trên mạng thì có nhiều loại sách lắm, các bạn tải về hoặc là ra hiệu sách mua, cố gắng chúng ta tự đọc nhé. Ở đây là ta cứ có thể không cần làm đâu, các bạn đọc đề bài này, xong rồi vẽ xong cái hình để chúng ta hiểu đề, chứ đừng có nhìn hình của cái tài liệu đấy nhá, là chúng ta không nhớ đề đâu. Chúng ta vẽ xong hình, xong thậm chí là chúng ta nghĩ một lúc rồi đọc lời giải đấy, thì qua đọc đó chúng ta một cách học nó sẽ được khối lượng kiến thức nhiều hơn. Cho AB cố định không đi có O. M là điểm chính giữa của cung nhỏ. Đây, M đây. C và D phân biệt nằm giữa AB. À, đây, nằm giữa AB, ta lấy C đây. C, đúng không? D. MC, MD cắt đường tròn tại E và F. Chứng minh CDF nội tiếp ô này. CDEF nội tiếp. Cung này bằng nhau, cung AM bằng BM.
sẽ lấy thì viết lại công thức này ra biết nha, đó là góc nội tiếp góc ABD thì bằng nửa góc của tâm. Đấy, rõ rồi đúng không? Đó là AOD, nửa góc của tâm. Yeah. Đấy. Đồng thời nếu mà ký hiệu theo cung thì nó bằng 1/2 số đo của cung AD nhá. Đó, cung nhỏ AD. Đấy. Bài này sẽ có hai hướng. Hướng nhất là chúng ta thấy cái giao nhau này tại M này thì có thể nghĩ là MC nhân ME bằng MD nhân MB. Hướng thứ hai là chúng ta thấy ở đây có nhiều cặp góc đúng không? Đấy, cặp góc đối đỉnh. Góc đối, ta xem tổng là 180 độ không. Đấy, thì cái góc E này nó liên quan đến đường tròn rồi này nhá. Thế còn góc D này làm nào liên quan đường tròn nốt là xong. Đấy. Góc D làm nào liên quan đường tròn nhỉ? Các bạn nhìn ra chưa? Là gì? Mình thử nói lại luôn. Rồi, tức là có một cái đấy thầy chưa nói ở lớp và nhiều bạn cũng chưa biết, đó là góc ở trong và góc ngoài đúng không, thì để sau. Nhưng nó có một cách như này, ta nhìn này, cái góc này này, góc D này nó là góc ngoài đúng không, nên nó bằng F1 cộng với góc B. Đây, nhìn chưa? Đó, F1 cộng B thì góc F1 này thì chính là liên quan đến cung BM. Thì còn góc B này thì nó liên quan đến cung AF đúng không? Đấy, thế là xong rồi. Cả ba góc này đều liên quan đến cung này. Và bây giờ chúng ta cộng lại xem 180 độ không nhá. Thì chúng ta có góc E. Góc E, à, cứ để đấy nhá. Chúng ta có góc E này cộng góc C D F. À, hoặc là chúng ta chứng minh bằng góc này dễ này, bằng góc đối luôn. Nhá, yeah, bằng nhau dễ hơn là cộng đúng không? Mặc dù nó là một, được chưa? Nó là một. Đấy, ta xem góc E và góc D này bằng nhau không? Thì góc D chúng ta sẽ thấy là nó bằng tổng hai góc này này. Tổng hai góc là tổng hai góc trong không kề với nó nhá. Yeah. Đúng không? Đấy. Góc D này. Ta xem góc D này, đó là góc BDF. BDF thì bằng góc DBM cộng DMB. Đấy, tổng hai góc trong không kề với nó nhá. Vậy là hai góc này chúng ta liên quan đường tròn rồi đúng không? Ta nhìn này, góc đầu tiên là DBM kéo dài ra thì chính là ABM đúng không? ABM. Thế còn góc thứ hai DMB thì kéo dài ra chính là FMB. Đó, kéo dài để chúng ta đưa về đường tròn, đúng không? Đó, chúng ta xem nhé, ABM. ABM thì chắn cung AM. Mà cung AM thì bằng cung BM. Nên nó sẽ bằng góc MEB nhá. Cái này bằng MEB. Do cùng chắn cung bằng nhau. Thế còn FMB thì chính là FEB. Đấy, hai góc này cộng lại chính là MEF đúng không? Rồi, vậy là góc ngoài bằng góc trong của đỉnh đối diện. Đây. Nên tương tác này nổi tiếp nhá. Điều phải chứng minh. Bài nữa, vẫn kịp bài nữa.
cho tam giác nhọn ba đường cao M bất kỳ giữa D và F. Chọn. Cao AD BE CF M bất kỳ giữa D và F. Đây, lấy M đây. Từ M kẻ song song với BC cắt DE tại N. Y là điểm thuộc DE sao cho MAI bằng BAC. MAI bằng BAC. Đó, MAI bằng BAC. Chứng minh AMNI nội tiếp. Nhìn hình rối rồi như lại rất dễ. Rối hình BAC.
Bài này thì chắc chắn phải dùng góc nào rồi? Góc MAI rồi đúng không? Phải cho MAI bằng bằng BAC mà nhá. Vậy là chúng ta có MAI. MAI thì đối diện được con nó là góc nào nhỉ? Hoàng Tùng. Nếu mà dùng mà MAI thì MAI cộng góc nào? MAI cộng MNE. À MNE đúng không? MNE. Đấy, ta xem nhá, cộng MNE. Ta biến đổi tương đương bằng 180 độ. Ta xem tương đương với gì đúng không? Đấy. Tương đương MAI thì đương nhiên thay bằng BAC rồi nhá. Đó. À, ta xem góc MNE. MNE thì bằng góc nào? BDN. Ờ, đúng rồi. BDN to song song đấy. Đấy. N được tạo ra khi song song vậy nó bằng góc này. BDN đúng không? BDN bằng 180 độ. Đó. Mà tổng hai góc BAC và BDE thì nó chính là tứ giác AEBD nội tiếp đúng không? Tương đương với AEDB nội tiếp được đường tròn. Cái này quá quen rồi đúng không? Tứ giác này hai đường cao đương nhiên nội tiếp rồi. Nội tiếp đường tròn đường kính AB đúng không? Đấy xong. Vậy là hình vẽ rất lâu nhưng làm rất nhanh đúng không? Rồi, về nhà làm thầy bài xong nhá. Bài số bài số 3 này. Câu 3 này. Câu 3 và câu 8, câu 3 và câu 3 và câu mấy đây nhỉ? Câu này. BDI. Câu 3 và câu 7 nhá. Câu 3 và câu 7. Câu 7 vừa rút rồi ạ. Đúng. Dạ không ạ. Mình xem trong tờ đề. Rồi, câu 3 và câu 7 các bạn nhá. Rồi, đấy chúng kiến thức hình là coi như chúng ta học các bạn tự đọc cũng hết mà trên lớp là thầy giảng cũng hết kiến thức hình rồi. Bây giờ chỉ có là đi theo các chủ đề thôi, đúng chưa? Đấy. Các bạn cố gắng đọc thêm tài liệu nhá. Rồi, bye bye cả lớp.